chào đón sự diện của toàn thể quý vị quan khách khách quý đã có mặt trong buổi lễ thành hôn mừng trăm năm phúc của chú rể anh biết và cô dâu Minh Nguyệt trong buổi trưa ngày hôm nay. Điều đầu tiên cho phép xin quý vị xin được thay mặt hai gia đình cũng như lời chú dâu và chú rể vọng xin được gửi tới toàn thể quý vị quan khách khách quý lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Một lời chào trân trọng nhất. Xin kính thưa toàn thể quý vị quan khách thân mến. Và như vậy giờ đành đã đến chuông vàng đã điểm. Xin được trân trọng kính mời toàn thể chúng ta cùng ngước ánh nhìn về phía cánh cổng hoa và cùng dành một tràng pháo tay thật lớn, thật dài để chào đón sự diện của đôi tân lang thân gia nhân đẹp nhất trong buổi chiều hôm nay. Sự diện của chú rể anh biết và cô dâu Minh Nguyệt sẽ cùng tay trên tay trở lên trung tâm sân khấu để cùng ra mắt toàn thể quý quan khách quý trong buổi chiều ngày hôm nay. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời cô dâu của chú rể ta đang tay trên tay cùng nhau dìu nhau đi lên trong niềm hân hoan vô tận của những cặp đôi đang nếm trải mật ngọt của tình yêu. Và quả thật đúng là hoa đến thì hoa phải nở, đò chuyển người thì đò phải sang sông. Cô còn đến duyên em lấy chồng cho thỏa lòng mong ước mong việc này. Cũng xin được trân trọng giới thiệu trở lên trung tâm sân khấu song thân phù mẫu cũng như phái đoàn hai bên gia đình, chúng ta sẽ cùng trở lên trung tâm sân khấu để cùng ra mắt toàn thể quý vị quan khách quý trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời đại diện phái đoàn bên gia đình nhà trai có sự diện của ông Quảng Văn Thoại và Quảng Thị Thương. Chúng ta cánh thiệp hồng về phía gia đình nhà gái có sự diện của ông Quảng Văn Thành và Quảng Thị Phấn. Xin được trân trọng kính mời ông bà, chúng ta sẽ cùng trở lên trung tâm sân khấu để cùng ra mắt toàn thể quý vị quan khách quý trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời ông bà. Khách thân mến, chúng ta sẽ cùng hướng ánh nhìn về phía trung tâm sân khấu để buổi lễ thành hôn mừng trăm năm phúc của đôi trẻ sẽ chính thức được bắt đầu ạ. Xin vâng kính thưa thân thể quý vị quan khách thân mến và đang hiện diện ngay trên sân khấu khán đài hoa hạnh phúc của chúng tôi đây, đôi đôi tân lang thân gia nhân cũng như thần sinh phụ mẫu hai bên gia đình, và cũng xin được cúi chào toàn thể hội hôn thay cho lời cảm ơn chân thành nhất ạ. Xin vâng một lời chào bắt đầu, xin mời quý vị có thể nổ lên một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng được không quý ơi. Vâng, xin chào, cảm ơn những chào có tay hết sức tuyệt vời của tập thể chị rất nhiều ạ. Chị đã nỏ khỏi sợ trên tay ngài phò mê phi đồng hạ sườn chết châu khỏi lại sườn sắc bón tà nay cơ hạc trắng nặng trời luôn cùng tà hưng lại kỳ thi lại khẩu chân tốc lắm ngân quyền khẩu nhớ mê bùn cầu bùn phú bùn mú bùn sung bùn núm nà bùn tà lướng cỏ trắng rú bốc vườn phà rú ba vườn xài trắng lịch xích vườn tàu cầu vườn thêm xích vườn cho ó kim khẩu cầu vườn cho ó kim nôm tóc cuồng leo chắc bền lùn vượt chai tóc hài liệu chắc bền lù nhín phủ nòng chắc tắt phải vác bè tắt pé mắt tùng ủng quyền phục quyền phâu chắc ở khẩu bái tó má hà khẩu bái bà má bòn ơn đô lạ ở bánh má nhồm trắng liên sùng trùng ớ nhớ lòng mướn hùa bà nhớ lòng sen tha kế nhớ lòng tay khẩu bánh phó pa nhớ lòng hộp nhớ bà phó bể chớ nặn lù phải nhín chẳng dựt biển xào lù phải chai chẳng sao quyền báo sao không tờ kế bàn sai trái không lừa kế bàn nằm thà ba bất trừ hỏng học lúc trời hỏng phái lúc banh bất trừ chưa ở văn lai xài văn hỏi cho ba mớ lù làn hâu chấm bò cả nằm bia mương xương cả nằm bia bàn tàm bia hạc cuồng trương bồn hôm lèn nén hôm mớ co men hỏng men trời co men nhớ trần trần nhường ổ nhường chọc tà nhường trà nhường khẩu mốc nhằn bất cột cuồng tổng nặn bất khổng lá trời trai chẳng có tốt xung ải ải có trời anh nhưng có tốt xung em có cha chờ phanh muôn nặng cho ba mới mười nỉ mười nỉ bên chăn mười sàn bên chép mười lẹp chết đi thì vườn mà thừng linh trên sàn lèn sữa hà trai trên sàn lèn phát số hợp về láo phù hợp mía về lồi sắc lồi thú phù kim cho ba mới mười nỉ phú gia tà nay nước kiếm má hà lẩy xem phát khẩu họ buồn có chứng lẩy lòng cáo lòng mơi tên lại em phò mẹ phi nòng bản tở na nửa má tủ phanh có sòn sắc món đù làn hoa của ba mới đù làn phía sò tàn nả tây hương sò trông ở tên lại em phò mẹ phi nòng cuồng mú lẩu phát khẩu hâu thời khảo khăn xiềm sờ xiềm sắc bờ sờ sắc nhọt bò mẹ tên cầu tích xíp tích sao lên đó. Xin vâng kính thưa thân thể quý vị còn khách thân mến, tình yêu luôn là một câu chuyện dài với nhiều diễn tiến đầy cảm xúc với vô vàn màu sắc khác nhau, song vẫn có một điểm chung là khi bước vào tình yêu, khi đôi trái tim cùng hòa chung một nhịp, khi đôi bạn trẻ nguyện gắn kết với nhau trong một mái ấm gia đình, nguyện như chim liền cánh, liên cây liền cành. Và đôi bạn trẻ chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay cũng không nằm ngoài quy luật ấy, yêu nhau chẳng quản xa gần, cầu không tây vịnh cũng lần mà sang, và yêu nhau chẳng quản lầm than, mấy sông cũng lội, mấy ngoạn cũng qua, yêu nhau chẳng quản đường xa, đá vàng cũng quyết, phong ba anh cũng liều, yêu của được yêu là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời của mỗi con người, là món quà quý giá mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta. Để giờ phút này đây, đôi bạn trẻ ta nguyện chung sức, chung lòng, chung chân, chung gối, chung phong, chung màn, chung buôn lời thừa tiếng than, chung buôn hạnh phúc với một đàn cân sinh. Dạ vâng kính thưa toàn thể quý vị còn khách thân mến, sau một thời gian chú rể anh biết và tôi biết tìm hiểu cô dâu Minh Nguyệt
và được sự vun vén của hai bên gia đình cũng như được sự cho phép của đảng ủy chính quyền địa phương. Và để giờ phút này đây, MC Minh Nguyễn xin được trịnh trọng tuyên bố Tơ Hồng thắm đường từ đây. Blessing on mừng trăm năm hạnh phúc của chú rể anh biết và cô dâu Minh Nguyễn chính thức được bắt đầu. Hết sức tuyệt vời của toàn thể quý vị chị đang có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay. Sau đó kính thưa toàn thể quý vị hoàn khách thân mến, và quả thật đúng là cô dâu và chú rể chúng ta đã khoác lên mình những bộ trang phục đẹp nhất để viết tiếp câu chuyện tình yêu cũng như bước tiếp khát khao đi đến bến bờ hạnh phúc vĩnh cửu của riêng mình. Và trong ngày vui, ngày hạnh phúc như ngày hôm nay đây, thì những người mẹ, người cha, người anh, người chị, những ngày cậu cũng sẽ có những món quà cao quý nhất, ý nghĩa nhất để dành tặng tới cô dâu và chú rể ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Và ngay giờ phút này đây, trước sự chứng kiến đông đảo của toàn thể quý vị quan khách thân mến đang có mặt trong buổi lễ thành hôn ngày hôm nay, cũng xin được trân trọng kính mời bố mẹ của chú rể sẽ trao cho cô dâu và chú rể những món quà hết sức ý nghĩa, hết sức tuyệt vời nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời ông bà. Vâng, và tiếp theo chương trình cũng xin được trân trọng giới thiệu trở lên trung tâm sân khấu gia đình chị Nguyên, gia đình chị Vấn cũng sẽ trở lên trung tâm sân khấu để có những món quà cao quý nhất, ít nhất để dành tặng tới cô dâu và chú rể ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, xin được trân trọng kính mời gia đình ạ. Vâng, tiếp theo chương trình cũng xin được trân trọng giới thiệu trở lên trung tâm sân khấu gia đình em Mai Hiền, gia đình cậu Hà Tính cũng sẽ trở lên trung tâm sân khấu để có những món quà cao quý nhất, quý nhất để dành tặng tới cô dâu và chú rể ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời gia đình ạ. Cảm ơn những món quà hết sức ý nghĩa, hết sức tuyệt vời đã dành tặng cho cô dâu chú rể chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay. Và ngay giờ phút này đây cũng xin được trân trọng kính mời chú rể anh biết và cô dâu Minh Nguyệt, chúng ta sẽ cùng tay sang tay tiến đến tháp ly để rót tràn tháp ly rượu. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể ạ. Dạ vâng, với sức mạnh tình yêu của mình, xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể chúng ta.
ly rượu cho bố mẹ vợ. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể ạ. Trân trọng kính mời cô dâu và chú rể chuẩn bị cho mình những ly rượu và trở về vị trí chính giữa. Dạ vâng, và ngay giờ phút này đây cũng xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể của tập thể phái đoàn hai bên gia đình. Chúng ta sẽ cùng sum vầy để cùng chạm ly để thắt chặt tình thông gia. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời gia đình ạ. Dạ vâng, hôm nay chúng ta sẽ cùng chuẩn bị cho mình những chén rượu thật đong đầy tình cảm. Để lát nữa chúng ta sẽ cùng đứng dậy để cùng hô vang, để cùng chúc mừng được không quý vị ơi? Chúng ta sẽ cùng đứng dậy để cùng rô 1, 2, 3 rô, 2, 3 rô, bài ba chúc mừng hạnh phúc được không quý vị ơi? Xin nói đỏ luôn làn sầu mới thế này em bà mẹ phi nồng hao cắn tiếng khẩn ảo lẩu bay bom cho mọi người đồn phổ biến nó mong đi lẩy bắt vì mình chứ này à bà mẹ phi nồng ơi. Nào toàn thể quý vị ơi, 1, 2, 3 chúc mừng hạnh phúc. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời ông hành với đất bà mẹ quý đồng đâu. Mặc dù cho thời tiết xe này của bà Thu cũng đã trở về với tâm cọ thân thương của chúng ta, nhưng cùng với những tình cảm nồng ấm của toàn thể quý vị quan khách khách quý cũng đã hồi tụ trở về đây để cùng hòa chung niềm vui, để chúc phúc cho cô dâu Minh Nguyệt và chú rể em biết trong buổi chiều ngày hôm nay. Một lần nữa, mạnh quý cũng xin phép được thay mặt cô dâu và chú rể cũng như hai bên gia đình cũng xin được gửi tới toàn thể quý vị quan khách khách quý lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất, lời kính chúc sức khỏe, an khang, thịnh vượng, luôn luôn ngập tràn niềm vui và thành đạt trong cuộc sống. Xin đón họ cái chiếc xó chóm hở tích lại ấy qua mẹ pin hồng của mũ lẩu ban khẩu hâu xó chóm hở phù dết về bàn tướng chờ bàn phù dết cả nương tướng chờ hù phù đánh bạch ca tướng màn thòng phù rú nòng rú na mít bà tổ màu phù ấy mít bờ phù chờ bàn phù ấy mít làn phù ấy hù chóm tích lại ấy qua mẹ pin hồng của mũ lẩu ban khẩu hâu phần cả hào khăn xuyên sờ dết sang cái này tòi lãng phải sờ món chờ mấy đớp qua mẹ pin hồng nữa. Dạ vâng, cũng xin được kính chúc tới chú rể anh biết của cô dâu Minh Nguyệt trong buổi chia ngày hôm nay. Trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Dạ vâng, và ngay giờ phút này đây cũng xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể của tập thể phái đoàn hai bên gia đình. Chúng ta sẽ cùng trở lại từng phước giao bàn tiệc để gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất tới sự diện của tập thể quý vị quan khách quý đã có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời gia đình ạ.